kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Chương trình sáng nay thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2023 sẽ có các nội dung đáng chú ý như: Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai làm việc về thu chi ngân sách nhà nước, giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thu năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách năm 2024. Hot với trend ẩm thực, đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn công nghiệp là nội dung của tiết mục Công nhân Công đoàn sáng nay. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội 2023. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày báo cáo. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. Sau đó, đại biểu thảo luận ở hội trường về nội dung trên. Chiều nay, đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề, đại biểu Quốc hội nêu. Và trước đó, tại phiên thảo luận hôm qua, trước băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội về quy định cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn, đại diện cơ quan soạn thảo luật của Bộ Công an đã lên tiếng lý giải. Theo đại diện Bộ Công an, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được xây dựng với quan điểm bảo vệ tính mạng của người tham gia giao thông là trên hết. Quy định này nhằm hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông và thống nhất với quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia. Sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia đã giảm đáng kể, chứng minh được hiệu quả của quy định trên trong thực tế. Với những đề xuất nghiên cứu mức nồng độ cồn cho phép phù hợp với từng loại phương tiện giao thông, theo Bộ Công an phải nghiên cứu đánh giá thận trọng trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và đảm bảo tính khả thi. Cũng trong phiên họp hôm qua, sau tờ trình của Tổng Thanh tra Chính phủ, Quốc hội nghe chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Theo đó, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đạt yêu cầu. Có rất ít vụ việc, vụ tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Chất lượng, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu, còn có vụ án Viện Kiểm sát hủy quyết định khởi tố. Theo báo cáo thẩm tra năm 2023, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế để phòng chống tham nhũng trong một số trường hợp còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, một số bộ ngành chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo quy định, gây khó khăn cho tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ chưa chuyển biến, rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra. Chất lượng, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu, còn có trường hợp Viện Kiểm sát hủy quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Một số vụ án phải tạm đình chỉ do bị can bỏ trốn, do hết thời hạn điều tra, chưa xác định được hành vi phạm tội, chưa xác định được bị can, chờ kết quả giám định, định giá tài sản, v.v. làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án tham nhũng. Ủy ban Tư pháp đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá, nhận diện đầy đủ các hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định rõ nguyên nhân chủ yếu và đề ra giải pháp đột phá để phòng chống có hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Tin trong tỉnh Đồng Nai, chiều qua Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã làm việc với Ban cán sự Đảng ủy ban tỉnh để nghe báo cáo tình hình quản lý thu chi ngân sách nhà nước và giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thu 2023, dự toán thu chi ngân sách 2024. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Thay mặt Ban cán sự Đảng Ủy ban tỉnh, quyền Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đồng Nai đã báo cáo về tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn. Theo đó, đến ngày 19 tháng 11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được gần 49.200 tỷ đồng, đạt 80% dự toán 2023. Ước thu ngân sách cả năm trên 58.000 tỷ đồng, đạt 94% dự toán. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu chỉ đạt 83% dự toán. Chi ngân sách đến ngày 19 tháng 11 đạt 62% dự toán điều chỉnh và bằng 98% so với cùng kỳ.
Ước chi ngân sách cả năm trên 24.400 tỷ đồng, đạt 88% so với dự toán được giao. Về dự toán 2024, theo kế hoạch Chính phủ và Bộ Tài chính giao, số thu ngân sách nhà nước của tỉnh 2024 là 55.170 tỷ đồng, giảm 11% so với 2023. Sau khi nghe các báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị ngành thuế, hải quan và cấp ủy chính quyền các địa phương tập trung mọi nỗ lực để huy động đến mức cao nhất các nguồn thu và ngân sách nhà nước. Vì có thu đạt mới có nguồn để chi cho hoạt động của bộ máy, chi đảm bảo an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai ghi nhận những nỗ lực, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của Ban cán sự Đảng ủy, Ban tỉnh và các sở ngành địa phương. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý 5 vấn đề, trong đó có quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây mới là căn nguyên đảm bảo nguồn thu ổn định bền vững cho tỉnh về lâu dài. Trước mắt tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, rà soát các nguồn thu, trong đó có nợ động để huy động đến mức cao nhất nguồn thu ngân sách nhà nước, quan tâm hỗ trợ các địa phương như Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhân Trạch cân đối thu chi, đồng thời có kế hoạch cụ thể cho việc đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Cũng trong chiều qua, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo đã chủ trì phiên họp giải trình việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng công trình tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Cùng dự phiên họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và lãnh đạo các ban ngành, đơn vị địa phương liên quan. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình về việc cấp giấy cải tạo đất, xây dựng công trình thửa đất số 108 tờ bản đồ số 9 phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, do việc Ủy ban Nhân dân phường Bửu Hòa xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đối với thửa đất trên không đúng, dẫn đến Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa thẩm tra hồ sơ điều kiện cấp giấy chứng nhận, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hồ Thị Giàu đối với thửa đất số 108 tờ bản đồ số 9 với diện tích hơn 2.300 m², gồm 200 m² đất ở tại đô thị và hơn 2.100 m² đất nuôi trồng thủy sản là không đảm bảo quy định pháp luật. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Biên Hòa tiếp tục kiểm tra để có kết luận chính thức, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc, trong đó chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường lập đoàn thanh tra và sớm có kết luận chính thức trong tháng 12 năm 2023, không để kéo dài sang năm 2024. Qua kết luận thanh tra sẽ chỉ rõ trách nhiệm các tổ chức có liên quan để thông tin cho báo chí, cử tri nắm rõ. Qua đó cũng phòng ngừa, tuyên truyền để đảm bảo việc xử lý những vụ việc liên quan đến đất đai xây dựng được chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai chiều qua phối hợp với Ban Liên lạc Văn phòng Khu ủy miền Đông Nam Bộ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Khu ủy miền Đông Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Tại hội nghị, các đại biểu và các nhân chứng lịch sử đã tập trung thảo luận nghe nhiều ý kiến, tiếp tục làm rõ một số chi tiết về sự kiện, những giai đoạn hoạt động chính của tập thể cán bộ chiến sĩ Văn phòng Khu ủy miền Đông, Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Thông qua các nội dung để đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó nổi bật là những thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển căn cứ trên địa bàn chiến khu D. Văn phòng Khu ủy miền Đông Nam Bộ có vai trò quan trọng trong tham mưu lãnh đạo quân và dân miền Đông Nam Bộ đương đầu với những thử thách, ghi đậm truyền thống miền Đông dân lao mà anh dũng, có phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khu Đông Nam Bộ. Đây là một cái cơ hội để làm sáng tỏ thêm cái phong trào cách mạng ở miền Đông Nam Bộ mà do Khu ủy miền Đông lãnh đạo, và cũng là một cái điều kiện để mà làm cho thế hệ trẻ căn cứ vào những cái đặc điểm tình hình và những điều đó để là học tập và noi theo gương những các anh, những các cô, các chú và đi trước ở trong cái thời kỳ cách mạng của miền Đông dân lao mà anh Dũng đấy. Mình mà ghi lại được những cái lịch sử truyền thống của cha anh để lại sau này cho con, cho các em, các cháu thì sẽ phát huy được cái truyền thống của dân tộc của mình và bảo vệ tổ quốc của mình được tốt hơn. Lãnh đạo kháng chiến ở miền Đông là Khu ủy miền Đông, trong đó Văn phòng Khu ủy là cơ quan tham mưu tổng hợp để Khu ủy ra các quyết định mang tính chất chỉ đạo chiến lược để xây dựng phát triển lực lượng, hình thành các tổ chức và hậu cần phục vụ kháng chiến.
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các ý kiến nội dung của bản dự thảo, báo cáo thành tích, đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời yêu cầu các thành viên ban biên soạn, các nhân chứng và cơ quan cấp trên tiếp tục bổ sung hoàn thiện các nội dung góp ý của các đại biểu để bản báo cáo thành tích cô đọng, súc tích và đầy đủ ý nghĩa hơn, nêu bật được những thành tích kháng chiến của tập thể cán bộ chiến sĩ văn phòng của Ủy miền Đông Nam Bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, qua đó nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mai sau. Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2023, thanh toán qua điện thoại di động đã tăng trưởng hơn 60% và qua QR code tăng 105%. Việc thanh toán không dùng tiền mặt trở nên ngày càng phổ biến, khiến cho mọi người bây giờ có thể đi ra đường mà không cần cầm tiền mặt theo bên người. Nhằm khuyến khích người dùng thanh toán số, các ngân hàng và ví điện tử đã đưa ra hàng loạt mã giảm giá. Việc bắt tay giữa các trung gian thanh toán, ngân hàng và các dịch vụ ăn uống, đi lại đã mang đến rất nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Theo ước tính của Ngân hàng Nhà nước, việc thanh toán qua điện thoại di động đều có mức tăng trưởng vượt bậc hai con số trong vài năm trở lại đây. Các tập đoàn công nghệ lớn đang liên tục đầu tư vào Việt Nam, tiềm năng tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định, địa lý thuận lợi giúp Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư. Ngày càng nhiều tập đoàn bán dẫn quốc tế hiện diện và muốn thiết lập một hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, đặc biệt đối với các nhà sản xuất chip bán dẫn Mỹ, trong đó có các tập đoàn Amkor Technologies, Synopsys và Marvell. Để giải quyết bài toán thiếu nhân lực trong ngành bán dẫn, Việt Nam nên tập trung nỗ lực vào thiết kế và đóng gói chip. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cũng đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã sẵn sàng phục hồi. Fitch kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng tốc lên mức 6,3% vào 2024 và 7% vào 2025 nhờ các chính sách tài chính và tiền tệ hỗ trợ cho nền kinh tế. An ninh năng lượng đặc biệt quan trọng, dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng cao khoảng từ 6 đến 7% mỗi năm. Ngành điện đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong tương lai gần. Với nhà đầu tư nước ngoài, yếu tố năng lượng chi phối đến quyết định đầu tư. Với nhu cầu điện tăng và nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Việt Nam mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm các dự án bền vững. Vì vậy, với tình hình này, nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo sẽ cần phải tăng lên đáng kể mới có thể đáp ứng nhu cầu. Theo các chuyên gia kinh tế, để khai thác tối đa tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam, điều cấp thiết là phải tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng. Xuất khẩu sản phẩm gỗ, cà phê, cao su, hạt điều, hạt tiêu của Đồng Nai mỗi năm đạt khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Châu Âu là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Đồng Nai. Với quy định chống phá rừng của châu Âu bắt đầu thực hiện từ ngày 31 tháng 12, 2024, khi đó sản phẩm và thị trường này phải sản xuất theo tiêu chuẩn xanh, bền vững. Doanh nghiệp muốn xuất khẩu vào thị trường châu Âu buộc phải tạo được chuỗi liên kết có nguồn gốc rõ ràng từ đất đai, sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho xuất khẩu của Đồng Nai nếu không đáp ứng quy định có nguy cơ mất dần thị trường 27 nước thuộc Liên minh châu Âu. Hiện tại, nhiều nông dân, cơ sở chế biến, doanh nghiệp xuất khẩu đều lo lắng trước quy định này và mong chờ các giải pháp rốt ráo từ các ngành chức năng để xây dựng nhiều chuỗi liên kết sản xuất bền vững. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, thời gian qua có địa phương triển khai đầu tư xây dựng hàng chục ngàn căn nhà ở xã hội, nhưng dường như công dân trên địa bàn lại không mặn mà, khiến lượng tồn kho rất lớn. Những vướng mắc về thủ tục đăng ký, giá nhà, mức lãi suất và việc đáp ứng các yêu cầu tài chính đã và đang tạo ra khó khăn cho người lao động trong quá trình tiếp cận các dự án. Nhiều chuyên gia đều có chung nhận định rằng việc mở rộng phạm vi đối tượng hưởng chính sách về nhà ở xã hội là điều cần thiết để những chính sách về nhà ở xã hội phát huy được hiệu quả. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, theo dự kiến quý tư năm sau sẽ bàn giao nhà. Giống như nhiều anh em công nhân ngành than, sau nhiều năm lao động tích góp, anh Hoàng Minh Luyến rất kỳ vọng vào việc sở hữu một căn hộ. Thế nhưng với mức giá chào bán hiện tại, anh phải thay đổi kế hoạch. Lương tôi chỉ tầm 13 đến 14 triệu. Thì nếu mà mức lương mà mặt bằng của cái đất đưa ra mà cái giá của cái giá mét vuông của sàn ấy, so sánh mét vuông thì bán cho công nhân thì hiện tại là 15 đến 17 triệu thì nó hơi cao. Theo quy định của pháp luật, người mua nhà ở xã hội phải không thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân, tức là lương tháng không vượt quá 11 triệu đồng. Với mức lương này thì công nhân phải rất chắc chiu mới trang trải được cuộc sống hàng ngày, nói gì đến tích góp mua nhà. Và cũng với mức thu nhập này, việc tiếp cận các tổ chức tín dụng là điều vô cùng khó khăn. Trước thực tế trên, nhiều ý kiến cho rằng việc mở rộng phạm vi đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, cụ thể có đóng thuế thu nhập cá nhân ở mức thấp là hợp lý và cần thiết trong bối cảnh hiện tại.
Nếu đã có thu nhập thấp thì chúng ta sẽ không có được tích lũy để mà mua nhà. Những cái người có thu nhập trung bình và chưa có nhà rất có nhu cầu về nhà ở, và đó là những cái người đóng góp rất nhiều cho xã hội, bởi vì họ có an cư thì họ mới tiếp tục làm việc, cống hiến, nộp thuế, vân vân cho xã hội. Trong báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh gửi Bộ Xây dựng có đề cập đến tình trạng ế nhà ở xã hội. Thậm chí có dự án rao bán gần 1.700 căn nhưng tồn kho hơn 80%. Đây có lẽ cũng là thực trạng chung tại nhiều tỉnh thành. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu không có những chính sách thay đổi về tiền lương, ưu đãi tín dụng nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội, chắc chắn mơ ước về một nơi an cư của hàng vạn người lao động khó có thể thành hiện thực. Thưa quý khán giả, thời gian gần đây chúng ta thấy có rất nhiều món đồ ăn, thức uống mới thu hút giới trẻ, từ gỏi gà măng cụt, cà phê muối rồi bánh đồng xu, và mới đây nhất là trà chanh giả tay, một loại thức uống có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và đang là trend ẩm thực được giới trẻ quan tâm, đang viral ở hầu hết các trang mạng xã hội. Mình khi mà mình làm chanh là mình phải cạo vỏ để cho nó có hương nước hoa, nó dậy mùi lên, sau đó mình cắt thì đừng cắt mỏng quá. Lúc giả thì phải giả lực tay tí xíu, mình được phải giả vô trọng tâm để cho khi mà nó không có bị dính ngoài vỏ nó sẽ bị ra cái tinh dầu, nó làm đắng cái ly. Và nó khác, đặc điểm nó khác cái chanh truyền thống bên mình là cái mùi của nó uống nó nhẹ, nó hương thơm là nhiều, là chủ yếu. Còn cái phần mà truyền thống của mình thì nó đặc trưng vẫn là cái nước cốt, còn bên đây là chỉ là cái hương thơm, nó sẽ có hương thơm nhẹ của sả và bưởi. Vẫn là vị chua thanh mát lạnh như các loại trà chanh thông thường, nhưng ngoài việc phải giả tay thủ công hoàn toàn, trà chanh giả tay còn có một điểm đặc biệt khác nằm ở nguyên liệu. Đó là chanh nước hoa, một loại chanh ít nước, vỏ dày, thơm hơn chanh thường và được nhập khẩu từ Quảng Đông, Trung Quốc, nơi bắt nguồn của trend trà chanh giả tay. Cửa hàng này là một trong những điểm bắt trend sớm nhất tại Biên Hòa và hiện đây cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ ghé đến để được thưởng thức món thức uống đang là chủ đề phổ biến trên các trang mạng xã hội hiện nay. Một ngày cửa hàng có thể tiêu thụ trên 100 ly. Giá cả thì cửa hàng đang bán với giá 29.000 cho một ly 700ml. Trà chanh giả tay này em thấy nó ngon và có sự nghị lực của người giả chanh. Và cảm giác uống trà chanh này nó rất là tươi mới, rất là mát. Cái này là món viral của nó. Xuất hiện trước trà chanh giả tay một thời gian, một món ăn khác cũng đã trở thành xu hướng ẩm thực mới và thu hút giới trẻ, đó là bánh đồng xu. Chưa kể có nhiều món ăn khác một thời cũng nổi tiếng rầm rộ thông qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, điểm chung của những món ăn này là chất lượng cũng không quá đặc biệt, nổi lên rất nhanh nhưng cũng lùi vào quên lãng chỉ trong một thời gian ngắn, khi trên mạng xã hội có chủ đề khác hot hơn. Do đó, các chuyên gia phân tích thị trường cũng cảnh báo, những xu hướng ẩm thực có tính trào lưu như thế này chỉ phù hợp cho những quán xá đang hoạt động ổn định, cập nhật kịp thời các trend ẩm thực để tạo doanh thu. Còn đối với các startup, những người có ý định đầu tư khởi nghiệp, khi thấy một món ăn nào đó đang thu hút người tiêu dùng, thì nên cân nhắc, bởi tính bền vững của một trend ẩm thực thường không cao. Những người khác ví von, đừng nên đi quá xa bởi một trend nào đó. Và tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác vừa diễn ra tại các địa phương trong tỉnh Đồng Nai. Ban chỉ huy quân sự huyện Long Thành vừa tổ chức tổng kết công tác thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ và công tác đóng quân canh phòng năm 2023. Trong năm 2023, Ban chỉ huy quân sự huyện Long Thành và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện đã phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đóng quân canh phòng, trong đó duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, trực thông tin liên lạc, trực cơ yếu, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng công an tổ chức gần 1.500 lượt tuần tra với gần 4.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới được các đơn vị triển khai đồng bộ hiệu quả. Các đơn vị trong cụm đóng quân canh phòng thường xuyên phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời ứng phó trong phòng chống bão lụt, thiên tai, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ra quân làm công tác dân vận ở địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân ở địa phương. Mới đây, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao trợ cấp thường xuyên quý 2 và quý 3 2023 cho 70 nạn nhân nhiễm chất độc da cam Dioxin có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Định Quán.
Mỗi suất trị giá 2,4 triệu đồng do Hội Vận động các mạnh thường quân tài trợ nhằm chia sẻ những khó khăn với các gia đình nạn nhân da cam dioxin đang gặp phải, động viên tiếp sức để các gia đình vươn lên trong cuộc sống, xoa dịu bớt nỗi đau da cam. Trong 4 năm qua, các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ thường xuyên cho 70 gia đình nạn nhân những chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Định Quán với số tiền gần 340 triệu đồng một năm. Nhóm thiện nguyện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vừa đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho 20 trường hợp là cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người lao động và thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại các xã Thanh Sơn và Phú Hòa, huyện Định Quán. Tại những nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người lao động và thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo cố gắng vượt qua bệnh tật, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đoàn đã trao tặng 9 trường hợp là cán bộ, giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 4 triệu đồng một trường hợp và 11 trường hợp có người thân mắc bệnh, mỗi trường hợp là 3 triệu đồng. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm là tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Năm 2023 này, tháng hành động có chủ đề cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào 2030. Đồng Nai hiện có 7.000 người nhiễm HIV, trong đó có khoảng 6.300 người được quản lý điều trị, là tỉnh có mức độ di biến động dân cư lớn. Trong những năm qua, Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó việc dựa vào cộng đồng để đưa vào quản lý, điều trị sớm bệnh nhân HIV đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Bệnh nhân này còn trẻ nhưng đã điều trị ARV được gần 20 năm. Giai đoạn suy kiệt vì HIV nhờ vào nhóm cộng đồng Xuân Hợp, nay là doanh nghiệp xã hội và phát triển cộng đồng Xuân Hợp, anh được đưa vào điều trị ARV sớm. Nhiều năm điều trị, không chỉ anh mà vợ của anh hiện đang có cuộc sống rất khỏe mạnh, lao động bình thường, tiếp tục đóng góp cho xã hội. Dạ, lúc đầu thì em biết em bị xong rồi dắt vợ đi làm xét nghiệm, rồi cái vợ cũng bị, thì hai vợ chồng điều trị. Hai vợ chồng em á, điều trị rất là tuân thủ, cho nên tải lượng virus của hai vợ chồng là ở ngưỡng không phát hiện, cho nên là không có khả năng lây cho mọi người. Cộng đồng đây thì rất là nhiều và rất đa dạng, là gồm những nhóm thanh niên tự lực, rồi các bạn sinh viên học sinh, vân vân. Thì cái cộng đồng trong những năm trước đây thì Đồng Nai cũng đã mở rộng các mô hình tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng, xét nghiệm online, rồi truy vết bằng tình bằng chích. Thì thực sự ra là nhờ các bạn và của các nhóm cộng đồng thì là một cánh tay nó dài của ngành y tế. Do đó cái số lượng mà người nhiễm được phát hiện rất là sớm và được tiếp cận rất sớm các dịch vụ của y tế. Trong những năm qua, công tác phòng chống HIV/AIDS tại Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh được quản lý và điều trị ngày càng tăng. Tất cả các trường hợp phát hiện nhiễm HIV đều được tham gia điều trị ARV ngay. Nhiều người nhiễm HIV không lây cho vợ, chồng. Nhiều cặp vợ chồng vẫn có thể sinh con, không bị nhiễm HIV. Theo đó, kết quả thực hiện mục tiêu 95-95-95 lần lượt đạt với tỷ lệ 93,3%, 84% và 98,4%. Cái số lượng bệnh nhân phát hiện mới hiện nay tại tỉnh Đồng Nai thì theo chúng tôi ghi nhận không phải là tình hình dịch tăng, nhưng mà do những cái phương pháp tiếp cận, những cái nhóm cộng đồng tiếp cận và đã hỗ trợ cho các bạn để mà tìm được cái trường hợp mới. Và thứ hai, cái nhận thức của người nhiễm khi trước đây thì có thể là người ta sau vài ba năm thì người ta mới đầu đi xét nghiệm, và hiện nay có những người có triệu chứng hoặc những cái đối tượng có nguy cơ thì người ta sẽ tiến hành đi xét nghiệm sớm để phát hiện và điều trị sớm. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, thưa quý vị, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng cũng như sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, truy sát lẫn nhau đang gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Phóng sự được thực hiện tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là hiện trường vụ hai nhóm thanh niên trên địa bàn huyện Xuân Lộc truy sát, đánh nhau bằng hung khí như cây đao phóng lợn, đao, tiếp. Nguyên nhân chỉ vì lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, rồi hẹn nhau giao chiến, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, làm người dân vô cùng hoang mang. Có thể nói vụ việc trên không phải là vụ việc đầu tiên khi thanh thiếu niên có hành vi cầm hung khí, phóng nhanh vượt ẩu hay hỗn chiến trên đường phố. Mặc dù thời gian qua, lực lượng công an đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền phòng ngừa, ra quân xử lý, thậm chí huyện còn tổ chức nhiều phiên tòa lưu động để tuyên truyền răn đe tại địa phương. Tuy nhiên, một phút nóng nảy bộc phát của tuổi trẻ hoặc bạn bè lôi kéo
một số thanh niên lại bước tới gần vành móng ngựa. Can chương có lấy, có mang về 5 cây, 5 cây tiếp, hàng 2 cây phóng lợn và hàng vô 3 cây dao bầu. Và đang tụ tập ở đó thì bị can Vũ Hoàng và bị can Tuấn và bị can Phước có ra ngoài đường la hét và đập phá ở ngoài. Rất hối hận vì đã làm ra như vậy, vì một chút nông nổi không nhận thức được và rất ăn năn hối cải về hành vi của bị cáo. Theo đánh giá của Công an huyện Xuân Lộc, tình hình tội phạm vị thành niên, thanh niên, phần lớn các đối tượng phạm tội là do ảnh hưởng bởi gia đình, thiếu sự quan tâm của bố mẹ hoặc nhận biết pháp luật còn hạn chế, dễ bị lôi kéo dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã xảy ra 107 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 6 vụ gây rối trật tự công cộng. Đặt lên vấn đề là công tác tuyên truyền, công tác quản lý giáo dục các em và cái công tác là phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác là tuyên truyền vận động để các em nhận thức về pháp luật. Cái thứ hai là gì? Không để vướng vào các cái vòng lao lý trong cái nhận thức pháp luật. Để tiếp tục răn đe phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an thì yếu tố gia đình vẫn là then chốt, đặc biệt là gia đình phải quan tâm, định hướng, nói không với hành vi bạo lực, có sự giám sát giờ sinh hoạt và được chia sẻ, được hiểu rõ các quy định pháp luật thì các em sẽ hoàn chỉnh về nhân cách, từ đó sẽ hạn chế xảy ra những vụ việc đau lòng như thời gian qua. Quý vị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp không chỉ vì sức khỏe người lao động mà còn đảm bảo lợi ích, năng suất cho doanh nghiệp. Do đó, việc tổ chức quản lý bữa ăn tập thể đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất rất cần thiết và quan trọng. Tiết mục Công nhân Công đoàn sáng nay sẽ đề cập tới câu chuyện này ngay sau đây. Trong 2 năm qua, Đồng Nai không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể trong doanh nghiệp nào. Đã tiến bộ rất lớn trong công tác chăm lo bữa ăn ca cho lao động. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp mất an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi những vụ ngộ độc thực phẩm trong những năm trước thường có mức độ nguy hiểm cao, diễn ra hàng loạt và số lượng hàng trăm người, gây bất an cho người lao động. Có những doanh nghiệp hiện nay giá trị suất ăn vẫn dưới 15.000 đồng trên một suất, thì dẫn đến cái ngộ độc thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Với việc phục vụ hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn suất ăn trong cùng một thời điểm, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong các khu cụm công nghiệp luôn được Ban Quản lý An toàn thực phẩm địa phương và các cơ quan liên ngành liên quan chú trọng. Để các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm hiệu quả, vai trò kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng rất quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm. Song cần nhấn mạnh ý thức, đạo đức, trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp suất ăn có ý nghĩa quyết định đến chất lượng an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Bếp ăn tập thể đảm bảo phải thực hiện các điều kiện được quy định tại điều 29, 28, điều 30 của luật an toàn thực phẩm năm 2010. Cụ thể như là bếp ăn phải được bố trí đảm bảo không được nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến, có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho chế biến kinh doanh, điều kiện cống rãnh ở khu vực nhà bếp phải được thông thoáng, không ứ động nước. Các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định này thì cơ quan nhà nước như là chi cục thực phẩm mới là cấp cái giấy chứng nhận đủ điều kiện. Ngoài những cái việc làm thường xuyên thì tới đây thì Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cái cấp công đoàn và đối với cấp tỉnh thì cũng tăng cường cái công tác đi kiểm tra, đi giám sát, và nhất là trong các cái thương lượng thỏa ước với lại chủ doanh nghiệp, những người sử dụng lao động thì đều hết sức là quan tâm tới cái việc chăm lo cái bữa ăn ca cho người lao động.
Cũng theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động, công đoàn đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở tập trung giám sát và phối hợp với người sử dụng lao động cùng thực hiện. Theo đó, đã có nhiều công đoàn cơ sở thương lượng nâng giá trị bữa ăn ca cho người lao động. Các suất ăn luôn được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến về an toàn vệ sinh thực phẩm.